chiều Sydney, từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nguyên Thông, con xin thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và thân chào các bạn hữu. Hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020 Phật lịch 2564, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng bài 54, Kinh Potaliya, phân đoạn 262 đến 266 sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc lễ Kinh Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, con thỉnh mời Thượng Tọa Minh Hạnh. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, hậu trì giới hạnh, biệt lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thính giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa đã đọc kinh lễ Tam Bảo. Dạ, bây giờ con kính xin Thượng Tọa Tệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thỉnh Sư Phụ Tệ Siêu cầm mic. Nam Mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Tịnh Văn Đệ Tử Phật, kính chào chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý Phật tử. Kính bạch quý Ngài và thưa quý vị, Đức Phật thường có cách để giúp phục những người cái tư tưởng ngoại đạo, hoặc là có những cái kiến chấp. Cái cách của Ngài là Ngài chỉnh sửa những cái danh từ gọi những cái tiếng xưng hô, hoặc là những cái quan điểm của đối phương. Và Ngài cho biết rằng
Cái quan điểm như vậy không giống với pháp luật của Bậc Thánh. Thì các đối phương, một phần là vì tò mò, phần là vì Đức Thế Tôn nói có tính thuyết phục, cho nên họ liền yêu cầu Đức Phật giảng giải về cái quan điểm đó trên lập trường pháp luật của Bậc Thánh. Thế rồi sau khi họ nghe xong, họ mới tỉnh ngộ và họ xuất gia theo Đức Phật, hoặc là y theo Đức Phật. Ở đây trong bài kinh Vô Lý Vô Ta Lý Giác cũng tương tự như vậy. Vị cư sĩ này cho rằng mình thông dong tự tại vì mình đã từ bỏ được những cái tục sự đi ngao du khắp mọi nơi, và cư sĩ Vô Ta Lý Giác tự xem mình cũng giống như các cái vị tu sĩ vì đã từ bỏ được những tục sự đó. Nhưng mà khi nghe Đức Phật Ngài gọi ông ta là cư sĩ thì ông ta phải, ông ta không hài lòng. Rồi sau khi Đức Phật Ngài giải thích cho ông ta nghe về cái sự đoạn tận các tục sự trong pháp luật của Bậc Thánh đó, thì lúc đó ông ta mới chợt tỉnh ra và quy y Đức Phật, trở thành một vị cư sĩ đệ tử tục gia. Bài học hôm nay sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Và bây giờ trước hết thì kính thỉnh Sư Nguyên Thông đọc cho chánh kinh, rồi sau đó xin cùng thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải bài học này. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, bài học hôm nay là giáo trình Trung Bộ Kinh Mahasama Nikaya, dịch giả là Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn dịch chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, bài 54, Kinh Vô Ta Lý Giác Sutta, phân đoạn 262 đến 266. Tên kinh gọi là Kinh Vô Ta Lý Giác lấy theo tên của một người đến gặp Đức Phật, và trong cuộc gặp gỡ này, Pháp Thoại được giảng dạy. Thổi ấy, Đức Thế Tôn trú ở Anguttarapa Apana, là một thị trấn của Anguttarapa. Sau khi Đức Phật thọ thực buổi trưa, một người tên là Puttaliya gặp Ngài. Khi người ấy nghe Đức Phật gọi là gia chủ, thì bực tức vì nghĩ rằng bản thân là một tu sĩ đã từ bỏ của cả gia đình để sống rày đây mai đó. Đức Thế Tôn từ tốn giải thích rằng quan niệm xuất gia trong đạo lý thánh hiền khác hơn các suy nghĩ của Puttaliya. Với thỉnh cầu của vị này, Đức Phật đã giảng giải về tám pháp đối với chúng sanh và ý thức về hệ lụy của ngũ dục để có thể gọi là người xuất gia. 262. Du sĩ không hẳn là tu sĩ. Vốn là một gia chủ khá giả tại Apana, vào thời trung niên, vị này giao phần lớn tài sản cho con cái, chỉ giữ lại một phần để an dưỡng tuổi già.
với tiền bạc thoải mái. Vị này vân du đó đây như một đạo sĩ tự có khả năng đáp ứng những nhu cầu vật chất của bản thân. Bước chân rong ruổi của vị này đưa đến gặp đấng đại giác với hình ảnh của một tu sĩ có tiền bạc. Gia chủ Puteliya toàn thân ăn mặc tươm tất, mang dù, đi dép, ngao du tản bộ khắp mọi nơi và đi đến khu rừng ải nơi Đức Thế Tôn đang trú. Đức Phật đã gọi vị này với danh từ là gia chủ. Điều này khiến Puteliya tức tối. Với lời giảng sau đó của Đức Phật khiến Puteliya nhận rõ vấn đề và xin quy y Tam Bảo, trở thành một cư sĩ Phật tử. Kinh văn: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại Anguttara Rapa. Apana là một thị trấn của Anguttara Rapa. Rồi thôn buổi sáng đắp y, cầm y bát vào Apana để khất thực. Sau khi đi khất thực ăn xong, trên con đường khất thực trở về, Thế Tôn đi đến một khu rừng để nghỉ trưa. Sau khi đi sâu vào khu rừng ấy, Ngài ngồi dưới một gốc cây. Gia chủ Puteliya toàn thân mặc đồ đầy đủ, mang dù, đi dép, ngao du tản bộ khắp mọi nơi và đi đến khu rừng ấy. Sau khi đi sâu vào khu rừng, gia chủ Puteliya đến chỗ Thế Tôn ở. Và khi đến nói lên với Thế Tôn những lời hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời hỏi thăm, thân hữu rồi đứng một bên, Thế Tôn nói gia chủ, nói với gia chủ Puteliya đang đứng một bên: này gia chủ, có các chỗ ngồi, nếu ông muốn hãy ngồi xuống. Nghe nói vậy, gia chủ Puteliya nghĩ rằng Sa môn Gotama gọi ta với danh từ gia chủ nên phẫn nộ không quan hỷ và đứng im. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với gia chủ Puteliya: này gia chủ, có các chỗ ngồi, nếu ông muốn hãy ngồi xuống. Lần thứ hai, gia chủ Puteliya nghĩ rằng Sa môn Gotama gọi ta với danh từ gia chủ nên phẫn nộ không quan hỷ và đứng im. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với gia chủ Puteliya: này gia chủ, có các chỗ ngồi, nếu ông muốn hãy ngồi xuống. Nghe nói vậy, gia chủ Puteliya nghĩ rằng Sa môn Gotama gọi ta với danh từ gia chủ nên phẫn nộ không quan hỷ, nói với Thế Tôn: này tôn giả Gotama, thật không thích đáng, không hợp lẽ tôn giả gọi tôi là gia chủ. Này gia chủ, nhưng hình dung của ông, tướng mạo của ông, hình tướng của ông giống như một gia chủ. Nhưng tôn giả Gotama, cả sự nghiệp tôi đã được từ bỏ, tất cả tục sự đã được tôi đoạn tận. Nhưng này gia chủ, như thế nào tất cả sự nghiệp, nghiệp vụ được ông từ bỏ, tất cả tục sự ông đã đoạn tận? Ở đây, này tôn giả Gotama, tài sản, ngũ cốc hay vàng bạc tất cả đều giao cho các con tôi thừa hưởng. Ở đây, tôi không phiên bảo, không can gián. Tôi sống đời sống tối thiểu đồ ăn, đồ mặc. Như vậy, này tôn giả Gotama, tất cả nghiệp vụ tôi đã từ bỏ, tất cả tục sự tôi đã đoạn tận. Này gia chủ, sự đoạn tận các tục sự mà ông nói khác với đoạn tận các tục sự trong giới luật của Bậc Thánh. Bạch Thế Tôn, thế nào là sự đoạn tận các tục sự trong giới luật của Bậc Thánh? Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn thuyết pháp cho tôi về sự đoạn tận các tục sự trong giới luật của Bậc Thánh. Này gia chủ, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Gia chủ Puteliya vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 263, đời sống xuất gia chân thực. Bằng cách trình bày ngắn gọn phù hợp với duyên sự, bậc đạo sư đã giải ba điều. Số 1, A. 8 ác hạnh đối với chúng sanh mà một vị xuất gia phải từ bỏ với ý thức rõ ràng. B. Hiểu rõ hệ lụy của dục lạc bằng sự thấy biết xác thực. C. Thành tựu được thiền định và tuệ giác. Kinh văn: này gia chủ, 8 pháp này đưa đến đoạn tận các tục sự trong giới luật của Bậc Thánh. Thế nào là 8? Y cứ không sát sanh, sát sanh cần phải từ bỏ. Y cứ không lấy của không cho, lấy của không cho cần phải từ bỏ. Y cứ lời nói chân thật, nói láo cần phải từ bỏ. Y cứ không nói lời hai lưỡi, nói lời hai lưỡi cần phải từ bỏ. Y cứ không tham dục, tham dục cần phải từ bỏ. Y cứ không quỷ bán sân hận, quỷ bán sân hận cần phải từ bỏ. Y cứ không phiền não, y cứ không phẫn não, phẫn não cần phải từ bỏ. Y cứ không quá mạng,
quá mạng cần phải từ bỏ. Này gia chủ, tám pháp này được nói lên một cách vắn tắt, không được giải thích rộng rãi, đưa đến sự đoạn tận các sự tục sự trong giới luật bậc thánh. Bạch Thế Tôn, tám pháp này được Thế Tôn nói một cách vắn tắt, không được giải thích rộng rãi, đưa đến sự đoạn tận các tục sự trong giới luật của bậc thánh. Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn vì lòng thương tưởng giải thích sâu rộng tám pháp này, này gia chủ, vậy ông hãy nghe và khéo tác ý. Ta thưa vâng, bạch Thế Tôn. Gia chủ Potaliya, vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Nói, y cứ không sát sanh, sát sanh cần phải từ bỏ, do duyên gì lời nói như vậy được nói lên ở đây, này gia chủ? Vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Do nhân, những kiết sử nào ta có thể sát sanh, ta đoạn tận thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy. Nếu ta sát sanh, không những ta tự trách mắng ta vì duyên sát sanh, các bậc có trí sau khi tìm hiểu cũng sẽ khiển trách ta vì duyên sát sanh. Và sau khi thân mại vạn chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên sát sanh. Thật là một kiết sử, thật là một triền cái. Chính sự sát sanh này, những lậu hoặc phiền não, nhiệt não nào có thể khởi lên do duyên sát sanh? Đối với vị đã từ bỏ sát sanh, những lậu hoặc phiền não, phiền lao, nhiệt não như vậy không còn nữa. Y cứ không sát sanh cần phải từ bỏ, do duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên. Khi được nói y cứ không của không cho, lấy của không cho cần phải từ bỏ, do duyên gì lời nói này được nói lên ở đây, này gia chủ? Vị thánh đệ tử suy nghĩ sao? Do nhân duyên kiết sử nào ta có thể lấy của không cho, ta đoạn tận thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy. Nếu ta lấy của không cho, không những ta tự trách mắng ta vì duyên lấy của không cho, các bậc trí sau khi tìm hiểu cũng sẽ khiển trách ta vì duyên ấy, lấy của không cho. Và sau khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên lấy của không cho. Thật là một kiết sử, thật là một triền cái. Chính sự lấy của không cho này, những lậu hoặc phiền lao, nhiệt não nào có thể khởi lên do duyên lấy của không cho? Đối với vị đã từ bỏ lấy của không cho, những lậu hoặc phiền não, phiền lao, nhiệt não như vậy không còn nữa. Y cứ không lấy của không cho, y cứ không lấy của không cho, lấy của có cần phải từ bỏ, do duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên. Khi được nói, y cứ lời nói chân thật, nói láo cần phải từ bỏ, do duyên gì lời nói như vậy được nói lên ở đây, này gia chủ? Vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Do duyên những kiết sử nào ta có thể nói láo, ta đoạn tận thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy. Nếu ta nói láo, không những ta tự trách mắng ta vì duyên nói láo, các bậc có trí sau khi tìm hiểu cũng sẽ khiển trách ta vì duyên nói láo. Và sau khi thân mại quảng chung, và sau khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên nói láo. Thật là một kiết sử, thật là một triền cái. Chính nói láo này, những lậu hoặc phiền lao, nhiệt não có thể khởi lên do duyên nói láo. Đối với vị đã từ bỏ nói láo, những lậu hoặc phiền lao, nhiệt não như vậy không còn nữa. Y cứ lời chân thật nói láo cần phải từ bỏ, do duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên. Khi đấy, y cứ không nói hai lưỡi, nói hai lưỡi cần phải từ bỏ, do duyên gì lời nói như vậy được nói lên ở đây, này gia chủ? Vị thánh đệ tử suy nghĩ như sao? Do nhân nào ta có thể nói hai lưỡi, ta đoạn tận thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy. Nếu ta nói hai lưỡi, không những ta tự trách mắng ta vì duyên nói hai lưỡi, các bậc có trí sau khi tìm hiểu cũng khiển trách ta vì duyên nói hai lưỡi. Và sau khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên nói hai lưỡi. Thật là một kiết sử, thật là một triền cái. Chính sự nói hai lưỡi này, những lậu hoặc phiền lao, nhiệt não có thể khởi lên do duyên nói hai lưỡi. Đối với vị đã từ bỏ nói hai lưỡi, những lậu hoặc phiền não, phiền lao, nhiệt não như vậy không còn nữa. Y cứ không nói hai lưỡi, nói hai lưỡi cần phải từ bỏ, do duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên. Khi được nói y cứ không tham dục, tham dục cần phải từ bỏ, do duyên gì lời nói như vậy được nói lên ở đây, này gia chủ? Vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Do nhân kiết sử nào
ta có thể tham dục, ta đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các giới sự ấy. Nếu ta tham dục, không những ta tự trách mắng ta vì duyên tham dục, các bậc có trí sau khi tìm hiểu cũng khiển trách ta vì duyên tham dục, và sau khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên tham dục. Thật là một kiết sử, thật là một triền cái. Chính sự tham dục này, những lậu hoặc phiền lao nhiệt não có thể khởi lên do duyên tham dục đối với vị đã từ bỏ tham dục. Các lậu hoặc phiền não nhiệt não như vậy không còn nữa, y cứ không tham dục, không tham dục phải từ bỏ do duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên. Khi được nói, y cứ không quỷ bán sân hận, quỷ bán sân hận cần được từ bỏ do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên. Ở đây này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: do nhân những kiết sử nào ta có thể quỷ bán sân hận, ta đoạn tận thành tựu sự từ bỏ kiết sử ấy. Nếu ta quỷ bán sân hận, không những ta tự trách mắng ta vì duyên phỉ báng, các bậc có trí sau khi tìm hiểu cũng khiển trách ta vì duyên phỉ báng sân hận, và sau khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên phỉ báng sân hận. Thật là một kiết sử, thật là một triền cái. Chính sự quỷ bán sân hận này, những lậu hoặc phiền lao nhiệt não có thể khởi lên do duyên quỷ bán sân hận đối với vị đã từ bỏ quỷ bán sân hận. Các lậu hoặc phiền lao nhiệt não như vậy không còn nữa, y cứ không quỷ bán sân hận, quỷ bán sân hận cần phải từ bỏ do duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên. Khi được nói, y cứ không phẫn não cần được từ bỏ do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên. Này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: do nhân những kiết sử nào ta có thể phẫn não, ta đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy. Nếu ta có phẫn não, không những ta tự trách mắng ta vì duyên phẫn não, các bậc có trí sau khi tìm hiểu cũng khiển trách ta vì duyên phẫn não, và sau khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên phẫn não. Thật là một kiết sử, thật là một triền cái. Chính sự phẫn não nào, những lậu hoặc phiền lao nhiệt não có thể khởi lên do duyên phẫn não ấy. Đối với vị đã từ bỏ phẫn não, các lậu hoặc phiền lao nhiệt não như vậy không còn nữa, y cứ không phẫn não phược trừ bỏ do duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên. Khi được nói, y cứ không quá mạng cần được từ bỏ do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên. Này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: do nhân những kiết sử nào ta có quá mạng, ta đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các sự kiết sử ấy. Nếu ta có quá mạng, không những ta tự trách mắng ta vì duyên quá mạng, các bậc có trí sau khi tìm hiểu cũng khiển trách ta vì duyên quá mạng, và sau khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên quá mạng. Thật là một kiết sử, thật là một triền cái. Chính sự quá mạng này, những lậu hoặc phiền não nhiệt não có thể khởi lên do duyên quá mạng đối với vị đã từ bỏ quá mạng. Các lậu hoặc phiền não phiền lao nhiệt não như vậy không còn nữa, y cứ không quá mạng cần phải từ bỏ do duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên. Những điểm cần nhớ: tâm ác hạnh đối với chúng sanh mà người xuất gia phải từ bỏ với ý thức rõ ràng về nhân quả. Thứ nhất, y cứ không sát sanh phải từ bỏ. Thứ hai, y cứ không lấy của không cho cần phải từ bỏ. Thứ ba, y cứ nói láo cần phải từ bỏ. Thứ tư, y cứ không nói hai lưỡi cần phải từ bỏ. Thứ năm, y cứ không tham dục cần phải từ bỏ. Thứ sáu, y cứ không quỷ bán sân hận cần được từ bỏ. Thứ bảy, y cứ không phẫn não cần được từ bỏ. Số tám, y cứ không quá mạng cần được từ bỏ do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên. Theo sơ giải, từ bỏ hai ác hạnh sát sanh trộm cắp là từ bỏ thân nghiệp bất thiện, từ bỏ nói dối nói chia rẽ là từ bỏ khẩu nghiệp bất thiện. Phẫn não và quá mạng thể hiện cả hai thân nghiệp và khẩu nghiệp. Cũng theo sớ giải,
thì những ác hạnh kể trên gọi là kiết sử, vì cột rối chúng sanh vào sanh tử luân hồi. 264. Hiểu rõ hệ lụy của dục lạc, Đức Phật cũng dạy sự từ bỏ tám ác hạnh trên vẫn chưa đủ để gọi là đời sống xuất gia. Kinh văn: Này gia chủ, tám pháp được nói lên vắn tắt và được giải thích rộng rãi này đưa đến sự đoạn tận các tục sự trong giới luật thánh, nhưng thật sự chưa phải là đoạn tận toàn diện, toàn bộ và toàn mặt tất cả tục sự trong giới luật của bậc thánh. Bodhisattva thỉnh cầu Đức Phật đã giảng giải thêm về ý thức rõ về hệ lụy dục lạc. Bạch Thế Tôn, như thế nào là sự đoạn tận toàn diện, toàn bộ và toàn mặt tất cả tục sự trong giới luật của bậc thánh? Lành thay Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp cho con như thế nào là sự đoạn tận toàn diện, toàn bộ, toàn mặt tất cả tục sự của giới luật của bậc thánh? Này gia chủ, vậy ông hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng Bạch Thế Tôn. Gia chủ Bodhisattva vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: Này các gia chủ, ví như có con chó đói lả, suy nhược đi đến một lộc giết bò. Ở đây có người giết bò thiện xảo hay người đệ tử quăng cho nó một khúc xương, khéo lóc, tận lóc, không có thịt, chỉ có dính máu. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Con chó ấy khi gặm khúc xương ấy, khéo lóc, khéo, tận lóc, không có thịt, chỉ có dính máu, có thể đoạn trừ được đối lã suy nhược của nó hay không? Bạch Thế Tôn không. Vì sao vậy? Vì khúc xương khéo lóc, tận lóc, không có thịt, chỉ có dính máu. Bạch Thế Tôn, con chó đó kia chỉ có mệt nhọc khốn khổ mà thôi. Cũng vậy này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sao? Thế Tôn đã nói, dục được ví như khúc xương, khổ nhiều, não nhiều, tai quả ở đây càng nhiều hơn. Sau khi thấy như chân như vậy, với chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả, các loại đa chủng, y cứ đa chủng đối với loại xả thuộc nhất chủng, y cứ nhất chủng ở đây, mọi chấp thủ đối với thế vật được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư tàn, không có dư tàn, vị ấy tu tập loại xả như vậy. Các dục như miếng thịt, chim muông tranh giành, này gia chủ, ví như con chim kên, con chim diều hâu hay con chim ưng, giành được miếng thịt liền bay bổng lên. Các con chim kên khác, chim diều hâu khác hay chim ưng khác bay đuổi theo, đuổi sát theo giành giật xé nát miếng thịt ấy. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Nếu con chim kên, chim diều hâu hay chim ưng ấy không vứt bỏ ngay miếng thịt ấy, nó có thể do nhân duyên ấy đi đến chết hay đinh đấu hay đi đến chỗ gần như là chết hay không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sao? Thế Tôn đã nói, dục ví như miếng thịt, khổ nhiều, não nhiều, tai quả ở đây càng nhiều hơn. Sau khi chân như vậy, với chánh trí như vậy, sau khi đã từ bỏ loại xả thuộc loại đa chủng, y cứ đa chủng đối với loại xả thuộc loại nhất chủng, y cứ nhất chủng ở đây, mọi chấp thủ đối với thế vật được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư tàn, vị ấy tu tập loại xả như vậy. Các dục như bó đuốc cầm đi ngược gió, này gia chủ, ví như một người cầm bó đuốc, ví như một người cầm bó đuốc cỏ đang cháy rực đi ngược gió, này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Nếu người ấy không vứt bỏ ngay bó đuốc cỏ đang cháy rực ấy có thể đốt cháy tay hay đốt cháy cánh tay hay đốt cháy một thân phần của người ấy, người ấy có thể do nhân duyên ấy đi đến chết hay đi đến chỗ gần như chết hay không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sao? Thế Tôn đã nói, dục ví như bó đuốc cỏ, khổ nhiều, não nhiều, tai quả ở đây càng nhiều. Sau khi thấy như chân như vậy, như trên, với chánh trí tuệ, vị ấy tu tập loại xả như vậy, như hố than hừng, này gia chủ, ví như một hố than hừng sâu hơn thân người, đầy những than hừng, cháy không thành ngọn, cháy không thành khói, và một người đi đến, muốn sống, muốn không chết, muốn lạc, né tránh khổ, nhưng có hai nhà lực sĩ nắm chặt hai cánh tay người ấy và lôi người ấy, và lôi người ấy đến hố than hừng, này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Người ấy có co rúm thân, vật qua vật lại phía này phía kia không? Bạch Thế Tôn có. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn,
Vì người ấy biết nếu ta rơi vào hố than hừng này, do nhân duyên này ta sẽ đi đến chết hay đau khổ gần như chết. Cũng vậy này cư sĩ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sao? Thế Tôn đã nói, dục được ví như hố than hừng, khổ nhiều, não nhiều, tai quả ở đây càng nhiều hơn. Sau khi thấy như chân như vậy, với chánh trí tuệ như trên, vị ấy tu tập loại xả như vậy, các dục như mộng mị. Này giá chủ, ví như có người nằm mộng, thấy cái vườn khả, rừng núi khả ái, đất đai khả ái, ao hồ khả ái, khi tỉnh dậy, người ấy không thấy gì cả. Cũng vậy này giá chủ, vị thánh đệ tử như sao, suy nghĩ như sao? Thế Tôn đã nói, dục được ví như một cơn mộng, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều. Sau khi thấy như chân như vậy, với chánh trí tuệ như trên, vị ấy tu tập loại xả như vậy, các dục như đồ vay mượn. Này giá chủ, ví như có người mượn tài vật, cho mượn như là xe cổ, xứng đáng bậc sang trọng, các đồ châu báu, trang sức mỹ diệu, và với những đồ vật vay mượn ấy, người ấy đi dạo phố, được tôn trọng đi trước, được nhiều người vây quanh, và quần chúng thấy người ấy bèn nói, người này thật sự giàu sang, và người giàu sang hưởng thọ tài vật như vậy. Nhưng những người chủ thấy người kia ở chỗ nào, liền lấy lui những vật sở hữu của mình. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Có phải sự trá hình dị tính của người kia được chấm dứt ở đây? Thưa vâng bạch Thế Tôn. Vì sao vậy bạch Thế Tôn? Vì người chủ đã lấy lui những vật sở hữu của mình. Cũng vậy này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sao? Thế Tôn đã nói, dục được ví như những tài vật vay mượn, khổ nhiều, não nhiều, tai quả ở đây càng nhiều hơn. Sau khi thấy như chân như vậy, với chánh trí tuệ như trơn, vị ấy tu tập loại xả như vậy, các dục như có trái. Này gia chủ, ví như gần thôn làng hay gần thị tứ có một nhóm rừng, ở đấy có một cây đầy những trái chín, nhưng không có trái nào rơi xuống đất. Rồi một người đi đến ước mong trái cây, tìm cầu trái cây, đi khắp đó để tìm trái cây. Người ấy đi sâu vào ngô rừng, thấy cây ấy đầy những trái chín. Người ấy có thể nghĩ như sao? Cây này đầy những trái chín nhưng không có trái nào rơi xuống đất. Nhưng ta biết leo cây, vậy ta hãy leo lên cây ấy ăn cho thỏa thích và bọc đầy áo đem về. Rồi người ấy leo lên cây ấy ăn cho thỏa thích và bọc đầy áo để đem về. Rồi một người thứ hai đi đến ước mong trái cây, tìm cầu trái cây, đi khắp đó đấy để tìm trái cây. Và tay mang một búa sắc bén, người này đi sâu vào rừng, ngôi rừng ấy, thấy cây ấy đầy những trái chín. Người này có thể nghĩ như sao? Cây này được những trái chín nhưng không có trái nào rơi xuống đất. Nhưng ta không biết leo cây, vậy ta hãy chặt cây này tận gốc, ăn cho thỏa thích và bọc đầy áo đem về. Rồi người này chặt cây ấy tận gốc. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Nếu người kia không leo xuống thật mau, thời cây ấy khi rơi đổ xuống sẽ làm cho người thứ nhất hoặc bị gãy tay, hoặc bị gãy chân, hoặc bị gãy một phần thân thể, do nhân duyên ấy bị chết hay bị hay đi đến đau khổ gần như chết. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Cũng vậy này giá chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sao? Thế Tôn đã nói, dục ví như cây cỏ, ví như cây có trái, khổ nhiều, não nhiều, tai quả ở đây càng nhiều hơn. Sau khi thấy như chân như vậy, với trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả thuộc loại đa chủng, y cứ đa chủng, đối với loại xả thuộc loại nhất chủng, y cứ nhất chủng, ở đây mọi chấp thủ đối với thế vật được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư tàn, vị ấy tu tập loại xả như vậy. 265. Thiền định và tuệ giác. Một người thành tựu các thiền chứng được xem là đã vượt khỏi sự chi phối của năm cảnh dục. Vị ấy cần hướng dẫn, vị ấy cần hướng đến tuệ giác. Kinh văn này gia chủ, vị thánh đệ tử ấy sau khi thành tựu xả niệm thanh tịnh vô thượng này, nhớ đến các đời sống trước, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 20 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 1.000 đời, 100.000 đời, nhiều quải kiếp và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết,
Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này gia chủ, vị thánh đệ tử ấy sau khi thành tựu xả niệm thanh tịnh vô thượng này với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Vị ấy nghĩ rằng, thật sự những vị chúng sanh này thành tựu những ác hạnh về thân, thành tựu những ác hạnh về lời nói, thành tựu những ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào quả dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Còn những vị chúng sanh này thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú thiên giới trên đời này. Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, vị ấy tuệ tri rõ ràng rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này gia chủ, vị thánh đệ tử ấy sau khi thành tựu xả niệm thanh tịnh vô thượng này và với các lậu hoặc được đoạn trừ, vị này với thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 266. Không là tu sĩ đúng nghĩa thì xin là cư sĩ đúng pháp. Sau cùng Đức Phật hỏi Kotaliya, này gia chủ, cho đến như vậy là sự đoạn tận toàn diện, toàn bộ và toàn mặt các tục sự trong giới luật của bậc thánh. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ông có thấy nơi ông là một sự đoạn tận tục sự như vậy, giống như sự đoạn tận toàn diện, toàn bộ và toàn mặt tất cả các tục sự trong luật của bậc thánh hay không? Kotaliya trả lời, bạch Thế Tôn, con là ai mà có thể có sự đoạn tận toàn diện, toàn bộ và toàn tất cả tục sự trong giới luật của bậc thánh? Bạch Thế Tôn, con còn rất xa với sự đoạn tận toàn diện, toàn bộ và toàn mặt tất cả tục sự trong giới luật của bậc thánh. Bạch Thế Tôn, xưa kia đối với các vị du sĩ không phải là thù thắng, chúng con xem là thù thắng. Dầu họ không thù thắng, chúng con cúng dường các món ăn thù thắng. Dầu họ không thù thắng, chúng con mời họ trong những trú xứ thù thắng. Bạch Thế Tôn, còn đối với các vị tỳ kheo thù thắng, chúng con xem là không thù thắng, dầu các vị ấy thù thắng. Chúng con cúng dường các món ăn không thù thắng, dầu các vị ấy thù thắng. Chúng con mời các vị ấy trong các trú xứ không thù thắng. Nhưng nay, Bạch Thế Tôn, đối với các du sĩ không thù thắng, chúng con sẽ biết là không thù thắng vì họ không thù thắng. Chúng con sẽ cúng dường các món ăn không thù thắng vì họ không thù thắng. Chúng con sẽ mời họ ở trong các trú xứ không thù thắng. Còn đối với các tỳ kheo thù thắng, chúng con sẽ biết các vị ấy là thù thắng vì các vị ấy thù thắng. Chúng con sẽ cúng dường các món ăn thù thắng vì các vị ấy thù thắng. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thật sự đã gợi nơi con lòng ái kính Sa Môn đối với các vị Sa Môn, lòng tỉnh tính Sa Môn đối với các vị Sa Môn, lòng tôn kính Sa Môn đối với các vị Sa Môn. Thật vi diệu thay, Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay, Bạch Thế Tôn. Như người vẫn đứng lại, những gì bị quăng bỏ xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc cũng vậy. Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy pháp và quy y chúng tỳ kheo tăng, mong Thế Tôn nhận con làm tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con sẽ trọn đời quy ngưỡng. Dịch giả hòa thượng Thích Minh Châu phân đoạn dịch chú thích tỳ kheo giác đẳng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật, cái bài kinh hôm nay là con đã đọc xong. Giờ đây con kính mời thượng tọa Pháp Đăng từ bi giảng dạy bài kinh hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Alo, alo, quý vị nghe được không? À, quý vị, dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính lễ Thượng tọa Tỳ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Tăng,
Tạ Minh Hạnh, thầy Đức Pháp Tính, thầy Đức Tề Truy, sư Nguyên Thông cùng với chư tôn Đức Tăng Ni. Thầy kính chào quý bà cô phụ nữ, thân chào Phật tử. Thì chúng ta thấy cái bài kinh 54 này được cái tên gọi là Bồ Tát Lý Giá, và cái đây là một cái duyên lành. Và khi mà Đức Phật ngài ngự ở một cái thị trấn Anguttara Rabba, thì có một cái người du sĩ Bồ Tát Lý Giá, và ông ta nghĩ mình là một cái vị tu sĩ, nhưng mà thật sự ông chỉ là một người cư sĩ hay là một gia chủ. Và ông có cái ý nghĩ mà từ bỏ thực sự những cái gì mà thế gian họ làm đó, thì chúng ta thường biết đó là những cái nghiệp của người cư sĩ liên hệ đến thế tục. Thì khi mà ông đi ngao du như vậy, ông đã giao những cái cách mà quản lý tài sản, những cái của cải tài sản cho những người con của ông. Và ông sắm những cái đồ như là áo, quần, giày dép, giống như một cái vị tu sĩ. Thường thì chúng ta thấy những người này có cái cách khác với người đời. Thì khi mà Bồ Tát Lý Giá đi đến gặp Đức Phật, là Đức Phật ngài đã nói ông là một người cư sĩ, có chỗ hãy ngồi. Và đến ba lần như vậy, ông ta không có hoan hỷ, phẫn nộ trong tâm. Và ông ta đứng yên như vậy. Thì khi mà ông ta đã nói lên, có nghĩa là ông từ bỏ những cái nghiệp vụ tục sự, ông đã giao hết những cái nghề nghiệp cho con ông, những cái tài sản ngũ cốc, ông không còn can gián hay là không có liên hệ. Ông sống và sống tối thiểu với đồ ăn mặc giống như một cái người tu sĩ. Nên bây giờ Đức Phật ngài gọi ông là một cái người cư sĩ thì ông không có vừa lòng, và ông nói lên như vậy. Thì chúng ta cũng biết rằng Đức Phật với tâm của mình biết được tâm của chúng sanh, và ngài biết rằng cái người cư sĩ này sẽ quy y Tam Bảo khi mà nghe Đức Phật ngài thuyết giảng cái chánh pháp mà đúng cái giới luật của bậc thánh, người đã từ bỏ những cái tục sự, đoạn tận những cái thế sự. Theo cái ý nghĩa của Tam Bảo, vì như vậy nên Đức Phật ngài mới nói với ông đó, hãy nghe cái cách mà Đức Phật ngài nói về một cái người từ bỏ những cái tục sự thế sự. Thì Đức Phật ngài giảng về cái duyên, về một cái vị mà từ cái cư sĩ mà hiểu được để đi xuất gia trở thành một cái vị tu sĩ, và biết được những cái ác hạnh, từ bỏ những cái ác hạnh, sống với cái thiện hạnh, từ bỏ những cái dục lạc để tu tập những cái thiền định, để chứng ngộ những cái thiền tuệ và cái sự giác ngộ giải thoát. Và Đức Phật ngài phân ra từng từ, từ cái cách mà thường thì chúng ta thấy như là giới luật thanh tịnh, hay là lục căn thu túc thanh tịnh, nương mạng thanh tịnh và quán tưởng thanh tịnh của một vị xuất gia như vậy. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngài dạy đầu thì phần căn bản thì y cứ không sát sanh. Thì chúng ta thấy sát sanh, những cái gì liên quan đến sát sanh, thì cái giới luật của vị tỳ khưu đã được Đức Phật ngài ban hành ở trong giới bổn ba tỳ mốc, về bốn bất cộng trụ, hay là trộm cắp cũng vậy,
hay là tà hạnh cũng vậy. Vì những điều này nó là cái điều của người thế tục. Vì xuất gia thì không có hành trì như vậy. Phải thật sự vượt thoát những cái sự cột trói của thế tục. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng y cứ vào sát sanh, y cứ vào lấy của không cho, y cứ vào những cái lời nói như là nói chân thật để từ bỏ nói láo, nói từ bỏ nói hai lưỡi bằng cái cách nói sự thật, từ bỏ những cái tham dục hay là từ bỏ những cái phỉ báng sân hận, hay là từ bỏ cái phẫn nộ, não hại, quá mạng, kiêu mạng. Thì những điều đó được Đức Phật ngày giải thích cho gia chủ Bô Ta Lý Giá về cái phần căn bản giới luật nền tảng của vị xuất gia. Hay là Đức Phật ngày trình bày đây là cái giới luật của Bậc Thánh. Thì như vậy, Đức Phật ngày giảng giải thích về vấn đề này, mà khi ông ta nghe thì ông ta cũng chưa có lãnh hội được. Khi ông ta yêu cầu, Bồ Tát Lý Giá yêu cầu Đức Thế Tôn ngày thuyết giảng rộng rãi, và Đức Thế Tôn vì thấy cái duyên lành của ông nên Đức Phật ngày đã thuyết giảng rộng rãi. Và ngài nói về y cứ sát sanh đó, thì tất cả những cái duyên gì, bởi thường thường quý vị thấy ở đời đó, người cư sĩ đó thì họ có thể, hay là người đời đó, họ sát sanh vì họ ăn uống nhậu nhẹt bài, họ thua, họ muốn nhà cửa, muốn ruộng vườn, muốn xe cộ, muốn vàng bạc ngọc ngà châu báu. Họ làm những cái nghề sát sanh như là đánh cá, giết thú, săn bắn, giết voi, lấy ngà, giết những cái loài này loài kia đó. Thì chúng ta thấy rằng ở đời đó thì thật sự đó, chúng ta nhìn thấy ở thế gian này họ có thân đó, thì họ sát sanh. Nên Đức Phật ngày do biết rằng cái sự sát sanh đó đối với vị tu sĩ phải được từ bỏ, với vị thánh đệ tử của Đức Phật đó thì chúng ta thấy người cư sĩ dù đắc đạo quả tu đầu vần trở thành vị thánh cư sĩ đó thì họ cũng giữ gìn những cái giới luật này, không có vi phạm. Như vậy thì Đức Phật thì biết rằng những cái kiết sử gì là những cái điều liên quan gì đó để mình sát sanh. Nên bình thường quý vị thấy ở đời người ta sát sanh cúng tế vì cầu nguyện, vì mong mỏi, vì đặc biệt kia đó họ sát sanh. Nên chúng ta thấy có nhiều khi vua chúa họ cầu nguyện, họ bắt được 101 vị vua mà họ muốn sát hại, như là câu chuyện của hoàng hậu Malika nói về cái chuyện mà quá khứ bà có trí tuệ đã giải thoát được cho một cái vị vua tà kiến, và cũng để nói lên cái ân đức của những cái người có cái sự từ bỏ sát sanh, dù là những vị vua chúa thì chúng ta cũng biết vì họ không có muốn sanh linh đầu tháng, nên họ tìm đủ cách để ngăn ngừa những cái chuyện chiến tranh, hạn chế rất là nhiều những cái chiến tranh. Thậm chí chúng ta thấy Đức Bồ Tát có nhiều lúc ngài làm vua đó, ngài có thể chấp nhận bị bắt bớ, nhưng mà ngài không có muốn khởi sự chiến tranh binh đao, vì cái điều đó đó nó gây đến cái sự đau khổ. Nên khi mà vua chúa họ khởi sự chiến tranh đó, họ muốn được những cái tài sản, những cái khoáng sản, là những cái mễ cốc, những cái người phụ nữ, những cái ngọc ngà châu báu. Nên thường thì xưa và nay chúng ta thấy những cái xứ sở nào đó mà thường chiến tranh liên miên đó, ở đó nó có nhiều cái tài nguyên, nên ở vùng đất đó nó xảy ra nhiều cái chiến sự, nhiều cái sự tranh giành, nhiều cái sự giết hại lẫn nhau. Thì chúng ta biết rằng như vậy, nên Đức Phật ngài nói rằng cái kiết sử mà sát sanh đó rất là khó, và những cái điều mà liên quan, những cái điều liên hệ đến đó thì rất là nhiều. Và Đức Phật cho biết rằng một cái người sát sanh như vậy đó, thì khi thân ngoại mệnh chung đó, họ sẽ sanh vào ác thú. Ác thú sẽ chờ đợi họ. Và họ phải sanh vào sát sanh, sanh vào cả cái cõi khổ như vậy. Và
Đó là một kiết sử, đó là một triền cái, nó cột trói chúng sanh. Vậy chúng ta thấy rằng khi mình sanh làm người, mình bị hoạn, mình bị ốm, mình bị do cái nghiệp sát sanh, cái nghiệp sát sanh trong quá khứ, nên cho mình sanh làm người bị nhiều cái khổ lụy như vậy. Như vậy thì Đức Phật kể rằng do cái duyên sát sanh nó gây ra những cái trở ngại trong cái sự hiện tại kiếp sống này, những cái bệnh hoạn, những cái chết yểu, rồi những cái điều kiện mà mình bị ác quả, mình không có chứng ngộ được đạo quả thiền định, đều là do cái điều sát sanh mà ra. Khi mà nói mà y cứ là không lấy của không cho đó, lấy của không cho phải được từ bỏ, vì thường thường chúng ta biết rằng sát sanh cũng vậy, mà trộm cắp cũng vậy. Trộm cắp là những cái của cải người ta lấy, mình người của người ta mà lấy được, nên cũng như chúng ta nói vậy, những cái chiến tranh, những cái chuyện mà gia đình tàn sát lẫn nhau, huynh đệ giết hại lẫn nhau đó, cũng vì những cái của cải, cái của cải đế vương, hay là cái của cải là lãnh thổ, cái của cải là những người phụ nữ, những cái tài nguyên của đất nước, khởi lên cái sự mà muốn chiếm hữu. Như vậy thì Đức Phật nói điều đó, vị thánh đệ tử suy nghĩ những cái kiết sử gì, những cái nhân duyên nào liên quan đến những cái kiết sử này, ta sẽ ngăn ngừa. Và nếu một người mà không có hành trì đúng đắn đó, thì những người trí họ cũng tìm hiểu được những cái người này lấy của người ta, thì người trí họ cũng biết. Và khi thân quả bệnh chung đó, thì những ác thú đọa xứ nó sẽ chờ đợi ta. Và những cái điều liên quan đến kiết sử phiền não đó, đó là những cái sự trở ngại thiền định, thần thông tấn trí, trở ngại cái sự tái sanh, trở ngại cái của cải tài sản hiện hữu của mình. Nhiều khi chúng ta thấy rằng những điều đó được Đức Phật Ngài nói lên, khi một người mà họ trộm cắp đó, thì khi họ sanh làm người, tài sản họ có thì lửa cháy nước trôi, giặc trộm cướp nhà vô xung công, hoặc là người thừa tự bệnh hoạn phá sản, hoặc là họ hủy hoại cái tài sản đó. Rồi những cái lời nói chân thật đó, và chúng ta biết là khẩu nghiệp mà cái kia là sát sanh trộm cắp hay là tà hạnh đó, rồi kia thân nghiệp, nhưng mà nói liên quan đến những cái lời nói không thật đó thì thuộc về khẩu nghiệp. Vị thánh đệ tử đó phải nói thật, nói sự thật, không có nói sai sự thật. Và những cái điều gì mà làm duyên để nói láo đó thì vị này loại bỏ. Những cái điều kiện nào, những cái duyên nào, những cái phiền lao nhiệt não nào liên hệ đến những cái gì nói láo đó, thật sự thì rất là cực kỳ khó khăn. Chúng ta thấy vậy chứ thật sự là rất là khó. Khi mà không biết đó, thì chúng ta thấy nó bình thường như vậy, nhưng mà thật sự nó liên quan rất là nhiều những cái gì trong đời sống của mình, những cái của cải tài sản địa vị sanh mạng này. Bởi vì chúng ta thấy trì giới ba la mật mà đến từ bỏ cái sanh mạng để giữ giới đó là một cái điều cực kỳ khó, để mình từ bỏ những điều nói láo. Từ bỏ nó hai lưỡi, thì chúng ta biết rằng nó hai lưỡi là nói đâm thọc những cái điều nói người này qua người này, nói người kia nói người này, sanh ra chia rẽ đó. Những cái điều đó là những cái phiền lao nhiệt não. Bởi vì phiền lao nhiệt não là nó có thể cho ra những cái quả báo đau khổ lâu dài cho chúng ta. Khi mà sanh làm người, chúng ta bị câm ngọng, bị thục lưỡi, bị miệng hôi, hoặc là lời nói của mình đó cũng không có người nào tin mình hết. Và y cứ tham dục đó, tham dục phải được từ bỏ. Bởi vì chúng ta thấy rằng tham dục ở đây đó là chúng ta có hiểu rằng sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục và xúc dục đó, liên quan đến những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Thì chúng ta luôn luôn khát khao, luôn luôn tầm cầu những cái duyên tham dục như vậy. Những cái lậu hoặc về tham dục đó nó rất là rộng lớn, nó kéo lôi dù người hay trời cũng khó mà thoát khỏi. Rồi y cứ vào ủy bán sân hận,
Bởi vì cái sự cái ý tầm ở trong đời thì không một người nào không có. Dù mưa gió bão bùng lũ lụt thiên tai đó, những cái điều đó chúng ta không muốn, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn xảy ra trong cuộc đời này. Và mình bực bội với những điều bên trong hay bên ngoài, bên ngoài là những cái gì liên quan ảnh hưởng đến bà con quyến thuộc, thân nhân, thân hữu của mình, rồi bên trong như thân thể của mình nó cũng biến hoại, mình không chấp nhận, mình không chấp nhận, mình từ chối nó, nhưng mà cũng không thể nào mà từ chối nó được. Như vậy thì những cái điều sân hận hay là cũng không thể nào thoát khỏi, hay là chúng ta quỷ bán trời đất, quỷ bán những cái người này người kia đó, quỷ bán sa môn thánh hiền. Chúng ta khi mà sân hận lên đó, thì chúng ta có nhiều cái sự hủy bán bất cứ là tha nhân thánh thần hay là trời đất gì đó. Bởi vì con người chúng ta thấy rất là nhiều những vấn đề này, khi một người mà họ muốn muốn được và những cái điều trở ngại thì họ lại quyền rũa tất cả. Thì những cái điều đó là những cái điều mang lại ác quả, vì những cái sân hận nó không mang lại cái gì tốt đẹp, nó là những cái lậu hoặc trở ngại cho thiền định, nó thuộc về ngăn cản cái chi hỷ. Nếu một người mà muốn có hỷ giác chi đó thì phải từ bỏ những cái sân hận, hay là muốn có cái chi hỷ trong thiền về đề mục đó thì phải từ bỏ cái sự phẫn nộ quỷ bán này. Và Đức Phật ngày nói tiếp là bị thánh đệ tử đó phẫn não đoạn tận thành tựu được từ bỏ những cái sự phẫn não đó, biết được những cái điều đó nó đưa đến cái đọa xứ, những cái đó đưa đến cái khổ thú, không thể nào được an vui. Hay là nói đến quá mạng, ở đây chúng ta biết rằng quá mạng là một cái cách tự kiêu tự đại, tự tán vĩ tha. Là những cái điều đó đó, những cái điều đó nó trở ngại cho sự tu tập, nó dương cao cái ngọn cờ ngã mạng. Đó là cái điều mà không có biết nhận diện đúng sự thật, không có chánh niệm tỉnh giác để thấy được cả cái sự thật. Như vậy tám cái điều đó, tám cái ác hạnh đó được Đức Phật ngày nói người xuất gia phải từ bỏ với ý thức rõ ràng về cái hệ lụy nhân quả. Như vậy á, thì rồi Đức Phật ngày còn nói không phải chỉ có nhiêu đó, còn nữa là biết rõ những cái hệ lụy của dục lạc. Bởi vì đời sống con người có sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục mà họ cột trói ở trong cái thế gian này, luân hồi trong sự luân hồi vô tận. Và Đức Phật ngài biết rằng những cái dục đó đó không bao giờ người ta biết đủ, những cái dục đó người ta không bao giờ biết biết đủ. Và toàn bộ những cái dục lạc này đó được cái vị thánh đệ tử của Đức Phật đó phải từ bỏ. Đức Phật ngài nói rằng cái liên quan đến những cái tục sự, liên quan đến cái giới luật bậc thánh, liên quan đến sự đoạn diệt toàn bộ đó trong giới luật bậc thánh đó, thì Đức Phật ngày giảng tiếp mà ngài nói về các dục mà được ví dụ như là khúc xương. Thì thường thường chúng ta biết khúc xương ở trong cái đoạn kinh này đó là một cái người có một con dao sắc bén mà lóc thịt đó, lóc thịt ra khỏi xương, khúc xương đó không còn cái gì hết, chỉ còn máu là cái gì dính lại ở trong cái xương đó thôi. Con chó đó không thể nào tìm được cái gì ở trong khúc xương khi con chó nó đói lả. Thì cũng như vậy đối với dục lạc đó, thì chúng ta thấy nó đi tầm cầu, nó khổ lụy, được nói trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn đó, đi tìm cầu những cái dục lạc đó chúng ta phải chống chọi với bao nhiêu việc. Nên thường thường quý vị thấy những người mà họ đi lao động mà họ ở trong những cái thùng container tủ lạnh hay là đông lạnh đó, họ chết cống ở trong đó cũng vì họ đi tìm cầu của cải tài sản, tìm cầu được những điều đó, và họ phải lên rừng tìm trầm, ra biển để tìm thú, tìm những loại cá tôm sóng to gió lớn họ có thể bỏ mạng. Thì điều đó được Đức Phật ngài nói người ta đi tầm cầu dục lạc á,
khổ lụy rất là nhiều, đói lả, mệt mỏi vì chống chọi với bao nhiêu cái sự gian nan khổ cực mà tìm cầu những dục lạc, nhưng mà thật sự cũng không có tìm cầu được dục lạc. Được ví dụ như là miếng thịt, hoặc là được ví dụ như là miếng thịt mà con chim nó giành được, nó bay lên, mà chúng ta coi trong thế giới động vật đó, là chúng ta thấy rất là nhiều những cái loài chim nhỏ nó kiếm được miếng thịt đó, thì bị những con chim lớn nó bay theo nó mổ, và những con chim lớn đó bị những con chim lớn hơn hoặc là những chim hung dữ hơn nó cũng liều mạng để nó bay theo để nó muốn miếng thịt đó, nó mổ con chim kia. Con chim kia phải chịu khổ lụy rất là nhiều, muốn được yên thân thì phải bỏ miếng thịt ra thì mới được yên thân. Và khi mà con chim nào nó giành được miếng thịt đó, thì biết bao nhiêu con chim khác tấn công nó. Ở đời cũng giống như vậy, khi mà chúng ta thấy một người buôn bán hay một người kinh doanh hay là một người thành đạt cái chuyện gì đó, biết bao nhiêu cái sự trở lực, biết bao nhiêu cái sự trở ngại, biết bao nhiêu cái sự dồn dập từ bao nhiêu cái thế lực họ dồn dập vào mình, không có dễ gì mà được yên thân. Thì giống vậy, dục được Đức Phật ví dụ như bó đuốc cầm ngược gió, thì quý vị biết bó đuốc nó cháy, và khi mà ngược gió đó thì những phần nào gần cái đuốc đó như là tai, như là mặt mày, nó bị cái ngọn lửa nó táp ngược lại, nên gọi là đi ngược gió. Gió đó thổi thì cái ngọn lửa sẽ đẩy theo cái chiều gió và táp mặt tay chân của người đó, hoặc là áo quần của người đó nó có thể cháy. Thì Đức Phật nói cái dục nó cũng vậy, khi mà mình ở đâu đó thì mình cũng khổ. Được ví dụ như nhiều khi, ví dụ như những con khỉ nó đi tìm trái cây đó, nó dính tay dính chân, rồi lấy cái miệng nó cạp, dính luôn cái miệng, thì các cái dục lạc nó cũng hệ lụy như vậy đó. Có nhiều người họ phải bỏ hết cả cuộc đời đi tìm cầu dục lạc, nhưng mà đến mòn hơi kiệt sức họ cũng không có tìm được cho nó thỏa mãn vừa lòng. Rồi dục ví như là hố than hừng. Cái hố than hừng thì nó nóng kinh khủng đối với chúng ta, nhưng mà có những người lực sĩ đó cầm chúng ta hơ lên cái hố than hừng đó, chúng ta phải dãy dụa, chúng ta phải co rúng người phía này phía kia. Thì Đức Phật nói như vậy, người đã sợ rớt vào cái hố than hừng mà chết đau khổ, nhưng mà rồi bị hơ trên hố than hừng đó, người đó cũng khổ lụy rất là nhiều. Dục được Đức Phật này ví dụ như vậy. Và các cái dục như vậy đó, thì người này thấy được những cái dục đó như giấc mộng. Dục đó giống như người mượn vay đồ người ta, mình về mình xài thôi. Thì các dục nó cũng giống như vậy. Vị này cần phải tu tập mà để đạt được thiền định, để hạn chế cái tâm mắt tai mũi lưỡi xu hướng về các cái loại vật chất. Thì chúng ta thấy hiện tại bây giờ đó, thì biết bao nhiêu cái loại vật chất, từ những cái iPad, iPhone cho đến màn hình phẳng, hay là những cái công nghệ màn hình đó, nhiều loại để thu hút lòng người. Thì chúng ta cũng biết rằng những cái điều đó đó, nó làm cho chúng ta quay cuồng, thay đổi những cái công nghệ, thay đổi những cái điện thoại liên tục như vậy. Nhưng mà cái tâm chúng ta đó vẫn cứ cuốn hút, chứ không có ngừng lại được. Trừ khi nào chúng ta biết được điều đó, chúng ta tu tập thiền để cột cái tâm của mình lại, để có một cái loại yên tịnh từ xả trong thiền, nhất là những cái thiền chứng mà xả niệm thanh tịnh, thì người đó sẽ bớt cái sự cuốn hút của các dục. Còn ngược lại đó thì không thể nào thoát khỏi. Và Đức Phật này ví dụ dục giống như là một cái trái cây rừng, người ta nhìn thấy mà người ta trèo lên hái. Một người biết trèo lên hái, một người tới thì không biết trèo, nhưng mà có cái búa bén, người đó đốn cái cây, người ở trên cây đó phải tìm cách để xuống liền, nếu không đó, thì cái cây mà nó ngã xuống đó thì cành nhánh nó sẽ đập vào người, người đó có thể gãy tay gãy chân hoặc là mất mạng. Khi mà trèo lên cái cây có trái mà cây người ta ở dưới này người ta đốn gốc, thì nó cũng giống như vậy. Đức Phật ngài nói cái vị thánh đệ tử suy nghĩ như vậy đó, nên xả bỏ
những cái liên hệ đến các dục mà xả bỏ, hoặc là có một cái tâm hiểu biết để xả bỏ những cái sự dính mắc, để tu tập những cái thiền chứng, để đạt được các cái loại xả niệm thanh tịnh ở trong các loại thiền định. Chứ không thì cái tâm của mình nó biết cái cảnh, và thường biết cảnh sắc bằng mắt, biết cảnh thinh bằng tai, biết cảnh khí bằng mũi, biết cảnh vị bằng bằng lưỡi, biết cảnh xúc bằng thân, biết cảnh pháp bằng tâm. Thì các cái loại cảnh nó liên tục có mặt, vì chúng ta biết rằng chúng ta sống trong cái sự hiện hữu của mắt và cảnh sắc, tai và cảnh thinh, nó những có những cái câu lưu, những cái kết nối, những cái để sanh ra cái sự đau khổ. Trừ khi nào chúng sanh đó thấy được như vậy nên mới sanh ra cái tâm nhàm chán, mới muốn vượt thoát cái sự ngũ dục, cái sự ngũ trần dục lạc, bằng cái cách để tu tập thiền, để chứng được các cái loại thiền, thấy được các loại trí tuệ bằng thiên nhãn thuần tịnh, thấy chúng sanh chết chỗ này sanh chỗ kia, kẻ giàu người nghèo, kẻ đẹp người xấu, kẻ sống lâu người chết yểu, kẻ hạnh phúc lớn hạnh phúc nhỏ, và những người mà theo cái tà kiến, theo ác pháp, sanh vào những cái đọa xứ. Khi mà mình có cái sự tu tập mà thấy như vậy đó, thì những cái kia nó không còn là cái sự hấp dẫn kéo lôi nữa. Chính vì điểm đó nên Đức Phật ngài mới dạy vị thánh đệ tử đó biết cái cách để dụng tâm, biết cách để tu tập, biết cái cách để hướng tâm theo cái chiều hướng của chánh kiến, để tu tập mà đạt được các cái loại thiền định thần thông thắng trí, để có thể thấy rõ những chúng sanh, người hạ liệt hoặc là kẻ cao sang đó, đều là do tâm của họ, do cái hạnh nghiệp, từ thân nghiệp của họ, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp hay từ bỏ tà dâm, từ khẩu nghiệp thanh tịnh của họ, từ bỏ nói ác, đâm thọc, thiêu dệt, nhảm nhí ích, hoặc là từ bỏ những cái sân hận, phẫn nộ, ngã mạn cao, tà kiến, cần phải từ bỏ những cái ác pháp như vậy đó. Vị này cũng thấy được những đó, và cái vị thánh đệ tử đó tu tập xả niệm thanh tịnh vô thượng này đó, thì đoạn trừ các cái lậu hoặc từ từ, với cái sự chứng ngộ, chứng ngộ được cái tâm giải thoát hay tuệ giải thoát. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài muốn nói với Bồ Tát Giá đó, một cái vị tu sĩ đúng nghĩa là như vậy. Thì khi mà Đức Phật ngài thuyết giảng về cái hành trình tu tập từ phàm sang thánh của thánh đệ tử của Đức Phật đó, và Đức Phật ngài hỏi Bồ Tát Giá vậy, chứ ông có gần đến cái sự đoạn tận toàn bộ và toàn tất cả những cái tục sự giống như cái giới luật bậc thánh hay không? Thì chúng ta biết rằng Bồ Tát Giá khi mà nghe Đức Phật ngài thuyết giảng, ông là cũng là người có cái tâm muốn tu tập, muốn tu tập, nên đã có cái ý định trở thành cái vị khác đời, từ bỏ những cái tục sự. Nhưng mà khi biết được cái điều mà Đức Phật ngài thuyết giảng đó, là toàn diện những cái tục sự hay những cái thế sự, những cái thế lợi đó, để trở thành bậc thánh, từ bỏ, thì ông thấy ông còn rất xa, ông còn rất xa về các loại, các mặt, về tâm của ông, về cả sự ràng buộc, nên ông đã phát tâm nhận diện được đúng được cái sự thật, như là cái pháp thoại mà ông đã được nghe với cái tuệ nhãn sanh khởi, và ông thấy được những cái điều mà Đức Phật ngài thuyết giảng, và ông tự xưng mình là người cư sĩ xin quy y Đức Phật, và ông nói rằng ông sẽ biết cách để đối đãi với những người du sĩ không phải là thù thắng, mà trước kia ông đã lầm lẫn, ông cho họ là những người thù thắng, trú xứ thù thắng, vật thực hay là cái gì cũng được thù thắng. Còn chúng tỳ khưu thì thù thắng, nhưng mà ông không hiểu, không biết, nên ông cho những cái trú xứ không có thù thắng. Bây giờ thì ông đã biết rồi, ông sẽ biết cái cách cư xử ở dưới đời với những vị du sĩ, với những vị tăng sư, những cái vị xuất gia, những cái vị thánh đệ tử của Đức Phật. Ông sẽ biết cách để hộ trì bốn món vật dụng, biết những cái trú xứ, biết những cái gì cần làm
cho cái việc thiện nghiệp của mình. Và ông đã nói lên với Đức Phật, ông sẽ có hiểu biết từ cái thời pháp thoại của Đức Phật, ông sẽ có lòng tỉnh tính đối với lòng tỉnh tính đối với sa môn, đối với các sa môn, đối với những cái vị có cái sự quý kính đó, thì ông sẽ biết cái cách. Và ông đã tán thán Đức Phật bằng cái cách tán thán là đã phơi bày sự thật, đã dựng đứng những cái gì đã ngã xuống, mở ra những cái gì bị che kín, đem đèn vào trong bóng tối để những ai có mắt có thấy. Cũng vậy, chánh pháp đã được Đức Thế Tôn ngài trình bày như vậy, nên ông xin quy y Đức Phật, quy y chúng tỳ kheo tăng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài biết được Bồ Tát Lý Giá, và ngài muốn nói bằng cái cách khẩu giáo thuyết giảng cho Bồ Tát Lý Giá nhận diện được một cái đạo lộ để có thể tu tập. Nếu tu tập thì phải tu tập đúng theo cái giới luật của bậc thánh, còn nếu không thì là người cư sĩ hộ độ tăng chúng tu tập theo cái đường hướng của Đức Phật ngày thuyết giảng. Như vậy thì chúng ta thấy từ trong cái bài kinh này đó, Bồ Tát Lý Giá là một cái người du sĩ mặc áo trắng, cầm những cái đồ liên quan đến giống như một du sĩ vậy. Nhưng mà Đức Phật ngày không có gọi ông là một vị tu sĩ, mà ông gọi ông là một người cư sĩ. Đây là điều mà đưa đến cái sự khó chịu của ông, và Đức Phật ngày biết và ngày giảng cho ông nghe rõ ràng như vậy. Có lòng tính tâm, quy tâm bảo và thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài học với bài kinh số 54 liên quan đến Bồ Tát Lý Giá này, thì con xin trình bày, còn lại thời gian để chư tăng thảo luận. Bây giờ thì con xin gửi kính đích lại cho Thượng Đại Giác Đẳng điều họp phần thảo luận. Kính dân phần phước báo phần đức đến với ngài, chia phần phước báo đến tất cả quý vị cùng với chư thiên. Bây giờ thì con xin tỉnh Thượng Đại Giác Đẳng trở lại. Sao thú kính trưng từ thọ tăng, bất thiết thọ từ siêu từ thọ có ở trước máy và từ thọ có nghe được không? Nếu từ thọ từ siêu đang ở trước máy, xin tính từ thọ không nghĩ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ vâng, bạch thượng tự siêu, trước xin hỏi thượng tọa là cái cách mà Đức Phật gọi Bồ Tát Lý Giá là cư sĩ hay là gia chủ, và rồi cái cách mà Đức Thế Tôn ngài mô tả về đời sống xuất gia, như là phải từ bỏ ác hạnh với chúng sanh, hay là hiểu rõ hệ lụy của dục lạc, thì phải chăng những điều này nó dựa lên trên cái căn tính của Bồ Tát Lý Giá hơn là một sự mô tả trọn vẹn? Ví dụ ở đây thay vì mô tả về giới định tuệ thì Đức Phật này mô tả về từ bỏ những ác hạnh đối với chúng sanh, rồi phải hiểu rõ hệ lụy của dục lạc, thì phải chăng là những sự mô tả này về đời sống tu sĩ á, là không phải là một sự mô tả rất là chuẩn hay rất là phổ thông về giới định tuệ, mà là một sự mô tả
nó phù hợp với căn tánh của Buddha, thì tôi có nghĩ như vậy không? Kính cung thỉnh chúng tôi. Nam mô Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp, Ngài tùy theo cái căn tính của đối tượng mà Ngài trình bày pháp, nó tương ứng, nó phù hợp với cái căn cơ của đối tượng. Và cũng chính vì vậy mà những cái pháp thoại mà Đức Thế Tôn đã thuyết, nó đều đem lại cái sự lợi lạc, thành tựu lợi lạc cho cái người nghe. Nếu như mà gặp một đối tượng như Vô Tân Giác mà Đức Thế Tôn đã trình bày về cái pháp tu tập một đời sống phẩm hạnh dựa trên giới định tuệ, thì cái điều này có thể làm cho Vô Tân Giác không có nhận đức thức được, thì không có cái sự quan hệ. Ở đây đó, thì thứ gì như chúng ta đã biết, Vô Tân Giác tự hào về bản thân mình là một người đã có sự từ bỏ, gọi là từ bỏ tục sự. Nhưng trên thực tế thì chúng ta chỉ là gác qua một bên, giao phó lại cho người khác về tài sản, nhà cửa, để mà người ta đi ngao du thiên hạ. Trong khi đó thì ông ta chưa hề biết từ bỏ cái gì mới thật sự gọi là từ bỏ. Từ bỏ cái gì mới thật sự đáng tự hào. Từ bỏ cái gì mới thật sự đem lại cái sự hạnh phúc đời này đời sau. Ông ta chưa biết. Ông ta chỉ nghĩ rằng bỏ ra như vậy đó, từ bỏ như vậy đó, nghĩa là bây giờ giao tài sản, sự nghiệp cho nhà cửa, cho con cháu, nó cai quản được rồi, và ông ta thông dong tự tại mà đi. Ở đây chúng ta cũng thấy là như cái vấn đề mà không sát sanh, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, Ngài chỉ nói có hai cái đó thôi. Thì ông đây đó, thì chúng ta cần phải hiểu là cái sự từ bỏ, cái đó là từ bỏ thân ác. Hay là từ bỏ về thân giới, nhờ thân giới, sự từ bỏ nhờ thân giới. Rồi ngay trên bài
Cái điều thứ ba, thứ tư đó là từ bỏ nói láo, từ bỏ nói đâm thọc. Thì ở đây được xem như là cái sự từ bỏ nhờ cái giới khẩu, rồi từ bỏ tham dục, sân hận, phẫn nộ quá mạnh. Thì đó là cái sự từ bỏ nó thuộc về ý, thuộc về giới, giới ý. Thì chúng ta xem qua đó đó, chúng ta sẽ thấy cái cách trình bày nó khác hơn so với một số pháp thoại mà Đức Thế Tôn đã thuyết về vấn đề giới. Khi Ngài thuyết về giới của một vị tỳ kheo thì ở trong bài kinh Sa Môn Quả là Đức Phật Ngài mô tả rất nhiều. Vị ấy từ bỏ ruộng đất, từ bỏ tài sản, từ bỏ thâu trai tớ gái, từ bỏ gia súc, hay là từ bỏ những cái trò chơi đánh bài hay là đổ xúc sắc vân vân. Ngài chi tiết như vậy. Thì khi Ngài thuyết đó là Ngài nói ở trong một cái khía cạnh khác, một cái trường hợp khác, thuyết cho Đức Vua Ajatasattu nghe về khi mà ông ta hỏi Đức Phật về cái quả báo thiết thực của vị Sa Môn. Thì Đức Phật Ngài mô tả như vậy. Và do vậy chúng ta cần phải hiểu là cái sự mô tả về đời sống xuất gia chân chánh, tức là mô tả sự dứt bỏ đúng đắn, nói đúng đắn á, thì chúng ta nói là mô tả cái sự dứt bỏ một cách đúng đắn ở trong bài kinh này là cách đó của Đức Thế Tôn dựa trên cái căn tánh của Bồ Tát Giá. Bao nhiêu đó đủ rồi. Ngài biết rõ, Đức Thế Tôn Ngài biết rõ, giống như một người thầy thuốc đại tài. Người thầy thuốc đó có thể nhìn hay là chẩn mạch một bệnh nhân và biết được người này bị bệnh nó nặng về hỏa hay là nặng về phong ở trong người, và do đó khi mà bốc thuốc thì người thầy thuốc đó có thể là gia thêm cái tánh dược này và giảm cái tánh dược kia. Cho nên khi mà ông thầy thuốc giỏi, khi hai người đi đến khám bệnh thì thầy thuốc bốc thuốc đem về hai thang đó, hai thang của hai người đem so sánh lại thì có cái ở bên đây có mà bên kia không có, có cái bên kia có mà bên đây không có. Cái đó là do cái sự gia giảm tùy theo cái bệnh lý của bệnh nhân.
Thì Đức Phật thuyết pháp quý vị, thì chúng ta nghĩ rằng hãy để mô tả về đời sống của bậc xuất gia vị giới, thì Ngài sẽ mô tả khuôn mẫu nó đầy đủ như vậy. Thí dụ như là thập ác, từ bỏ thập ác, thân ba khẩu bốn y ba. Nhưng mà tại sao ở đây Đức Phật Ngài chỉ nói đến thân hai, khẩu hai và ý tới bốn lần? Thì đó là chúng ta phải hiểu, đó là tùy theo cái dựa trên căn tánh của gia chủ Vô Tân Giá. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng như vậy. Nam Mô Bổn Thầy. Sao tôi kích trình sư tỏ tôi sư một câu nữa rồi sao tôi kích tỏ tôi sư đi nghĩ. Mà sư tỏ tôi sư khi mà nói về những cái hệ lụy của ngũ trần thì Đức Thế Tôn Ngài dùng rất nhiều thí dụ. Và những thí dụ này thì không khó hiểu. Dạ, nó không khó hiểu nhưng mà Ngài thấy rất nhiều thí dụ. Ngài nói đi nói lại. Thì tại sao Đức Phật Ngài vấn đề không khó hiểu mà Ngài phải xài nhiều thí dụ như vậy? Phải chăng là khi mà mình nhìn vào hệ lụy của trần đó, nó không dễ dàng để chính mình, mà mình phải nhai đi, phải nhắc đi nhắc lại, và mình phải nhìn nó rất nhiều góc cạnh khác nhau để mình có thể tự thuyết phục chính mình, có phải như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Tuệ Sư. Kính thưa quý vị, khi mà Đức Phật Ngài nói về sự hệ lụy của ngũ trần, và Đức Phật Ngài dùng nhiều cái thí dụ khác nhau, quý vị sửa lại cái từ chữ nho thành chữ nhau, các vị sử dụng cái từ đó, cùng Phong Lan sử dụng, xin cảm ơn Thượng Tọa. Cái trường hợp này nó có hai cái ý nghĩa thứ nhất như Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nói đó. Là vì để chúng ta có đủ cái sự thuyết phục chính mình thì chúng ta cần phải suy nghĩ qua nhiều cái thí dụ Phật Ngài đưa lên. Thì như vậy chúng ta mới có sự thuyết phục được. Còn nếu mà chúng ta, Ngài chỉ đưa một cái thí dụ và chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái thí dụ đó thì chúng ta sẽ chán, chúng ta sẽ cảm thấy nó nhạt. Còn khi mà nói đến nhiều cái thí dụ thì chính cái điểm này nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy khăng khít. Cái điều thứ hai, ở đây chúng ta cũng
nên biết rằng là cái gì được trình bày với nhiều cái thí dụ khác khác nhau thì cái điều đó chúng ta phải biết rằng nó khó có tính chất trọng, có tính chất quan trọng. Cái vấn đề hệ lụy của ngũ trần đó là một vấn đề rất cấp thiết để nói đó, để nói lên. Và như vậy thì Đức Thế Tôn Ngài dùng nhiều thí dụ cho thấy rằng cái vấn đề đó là vấn đề quan trọng, chứ không phải là vấn đề đơn giản, vấn đề bình thường. Khi mà học về những cái câu thí dụ, nguyên cả một nhóm thí dụ mà Đức Thế Tôn Ngài đã đưa ra những cái thí dụ đó để nói đến cái hệ lụy của ngũ trần, thì chúng ta cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại với nhiều cái thí dụ đó, thì tự nhiên chúng ta sẽ nhớ biết một cách dễ dàng. Còn khi mà cái vấn đề đó Ngài chỉ đưa một cái thí dụ, có đôi khi chúng ta lại quên đi, chúng ta lại quên, chúng ta không có, không nhớ. Còn nhiều cái thí dụ khác khác nhau được lặp đi lặp lại thì nó lại giúp cho chúng ta dễ nhớ. Bây giờ khi mà nhắc đến tội ngũ trần ở đây chứ ai đi đó quá dịch là tội thì cũng chưa phải là đúng lắm, nhưng mà tại vì có một quyển sách của Hòa Thượng Bổn Trơn thì để là tội ngũ trần. Thực ra chứ ai đi đó quá tức là một cái sự khổ ải hay là một cái hậu quả. Thì khi mà đề cập đến Adinawa của cái là hệ lụy ngũ trần, Đức Phật đã đưa lên nhiều thí dụ làm cho chúng ta có cái ấn tượng để chúng ta nhớ, chúng ta biết. Chỉ có là như vậy. Và sau khi trả lời xong câu hỏi số 2, xin phép chư Tăng cho nghỉ sớm vì khuya này, khuya mai là chúng tôi phải đi lên trên Sài Gòn để dạy học. Mai là tới cái ngày dạy cho cái học kỳ thứ bảy, học kỳ bảy, cho nên chúng tôi phải đi sớm, khuya đi sớm. Bây giờ thì xin khu thỉnh thường đội giác đẳng trở lại và xin thưa tăng quan hỷ tham gia cái phần trả lời câu thảo luận. Nam mô Bổn Thầy.
sao thú kích trinh thưa tòa thưa sư xin thưa tòa đi nghỉ thưa tòa pháp thân thưa tòa có mặt ở trước máy và nghe được không nếu thưa tòa pháp thân nghe được kính thỉnh thưa tòa quan trả lời cho câu thảo luận số 3. Dạ thưa tòa pháp thân trong bài kinh này khi mình nói chuyện với dạy cho Puttadiya thì Đức Thế Tôn này ngài có cái chủ ý là ngài mô tả về đời sống xuất gia chân chánh và nói một cách chung chung thì chúng ta thấy rằng có ba điều mà Đức Thế Tôn đề cập đến đó là một cái cuộc sống vô hại đối với muôn loài chúng sinh khi mà từ bỏ tám ác hạnh rồi yểm ly đối với năm dục lạc và thành tựu được giác ngộ giải thoát thì nếu hỏi trường tòa hấp thân là nếu một người sống với ba cái khía cạnh này với ba điều này được thì có đủ để gọi là một đời sống xuất gia chân chánh chưa? Cái thỉnh thì tỏ khoan nghị đồng ý cho về điểm này. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sa Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thế Xuyên, Thượng Tọa Nhật Đẳng, Tổ Pháp Đăng, Tổ Minh Hạnh, Đức Pháp Tính và Đức Tự Trì, Sư Nguyện Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Qua cái bài kinh hôm nay đó thì được biết là Đức Phật này dạy về những cái điều mà khi mà ngài nói với là ông Bà La Môn thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng đối với một cái đời sống trong Phật giáo đó thì khi ông Bà La Môn ông nhận ông là một cái người xuất gia, từng nhận ông là một cái người mà xuất sống đời sống của một vị sa môn. Khi mà gia đình đã đề quê rồi, ông đã bỏ những cái thứ đó để rồi tập cho mình một cái đời sống du phương đây đó, và ông tự nhận ông là một cái người, một vị sa môn đó. Thì khi mà gặp Đức Phật như vậy đó thì Đức Phật nói cho những cái điều là thật sự ở trong đời sống xuất gia của bậc thánh thì nó rất là nhiều cái việc mà chúng ta cần phải hành. Bởi vì nếu như cái thân á mà chúng ta có diễn ly á, mà cái tâm chưa diễn ly thì cũng chưa phải là xuất gia. Cho nên đằng này đó là ông Bà La Môn nội cái thân thì cũng chưa hẳn là đã diễn ly rồi, huống chi là cái tâm mà làm sao mà để nó diễn ly được. Ở đây nó là diễn ly của phiền não. Cho nên là để mà nhằm để nhận rõ về cái đời sống xuất gia ở trong cái đời trong bậc thánh hay là trong giáo pháp này đó thì thật sự là theo con nghĩ đó là bởi vì nếu nói trên ba cái phương diện này tức là một cái người vô hại đối với chúng sanh, tức là cái người mà làm không làm khổ đối với chúng sanh dù gì đi nữa thì thật sự ra thì mình hiểu nó giống như là một cái giới điều để mà mình ngăn ngừa, nhưng mà nó cũng chưa có hoàn toàn hết ngăn ngừa những cái hành vi xấu từ ở cái lời nói, từ ở cái hành động không làm tổn thương đối với chúng sanh khác, và ngay cả cái tâm trí của một người cũng vậy, cái tâm của một người cũng không nghĩ đến cái sự làm tổn thương đối với chúng sanh khác. Cái thứ hai nữa đó là khi mà nói đến yểm ly đối với ngũ dục đó thì thật sự ra thì nó cũng là một khía cạnh thôi. Bởi vì ở đây đó thì
mình xa lìa đối với ngũ dục là một điều mà đáng khuyến khích, cũng như là mình yểm ly đối với ngũ dục là một một việc mà chúng ta cần phải làm trong cái đời sống tu hành. Tuy nhiên đó thì không phải chỉ có yểm ly đối với ngũ dục, bởi vì ngũ dục là những cái gì mà chúng ta thấy rằng nó gắn liền với cái đời sống đối với con người của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta yểm ly đối với ngũ dục đó, thì đó là một cái điều, một phần của cái sự, một cái sự lánh xa, hay là một cái sự yểm ly đối với ngũ dục mà thôi. Tuy nhiên đó là đối với lại một cái tâm mà còn tham chấp đó, cái tâm ái luyến tham chấp đối với các cái đời sống sinh hữu, đối với tất cả những cái gì mà nó ngoài ngũ dục ra, nhưng mà tâm nó vẫn còn dính mắc ở trong đó. Cho nên là cái ái tham nó rất là quan trọng, bởi vì cái dục ái là một phần, hữu ái là một phần, phi mù ái là một phần. Tức là ái mà đơn thuần, thuần tí là đối với năm dục, nó chỉ là một trong khía cạnh của ái. Nhưng mà đối với lại ái mà liên quan đến chấp thường kiến thì nó cũng là một loại ái, nhưng mà khó bỏ. Hay hoặc là ái mà liên quan đến chấp đoạn kiến, nó cũng là một loại ái, cũng là khó bỏ. Cho nên ở đây đó là khi mà nói đến yểm ly đối với ngũ dục thì chỉ cũng là một phần ở trong cái chữ yểm ly đối với các dục mà thôi, chứ cũng chưa có hoàn toàn được gọi là xa lìa tất cả các loại các ái. Cho nên là ở đây đó là đối với một người mà còn hướng vọng ở trong tương lai, thì dĩ nhiên khi mà ông Bà La Môn á, nó là nghĩ mình, tự cho mình là một sa môn á, một cái vị sa môn á, thì ông Bà La Môn này vẫn còn nghĩ ở trong tương lai của mình được cái này, được cái nọ, còn mong muốn cái này, mong muốn cái nọ. Ngay cả còn cái sự dính mắc ở trong cái một phần của vật chất, khi mà ông nghĩ rằng một phần của tài sản, phần lớn cái tài sản ông đấy giao cho con cái của ông để kế thừa, thừa tự, còn một phần ông còn lại để dưỡng già, thì cái mà suy nghĩ đó, đó cũng là một trong những cái sự dính mắc, chứ cũng chưa phải là hoàn toàn mà gọi là xa lìa các dục, xa lìa đối với tham ái. Và cái điều nữa là thành tựu giác ngộ giải thoát đó, thì theo con nghĩ đó, thì cái quan điểm của cái sự giải thoát của những vị giáo sĩ, những vị mà sa môn thời Đức Phật, hay là những vị ẩn sĩ thời xưa đó, thì cái giải thoát đó, đó nó cũng chỉ có giới hạn ở trong một cái phần nào đó thôi. Ví dụ như là các vị ấy nghĩ là cả đời của mình tận tụy cho cái việc mà cúng tế thần lửa, rồi cả đời của mình để mà sắp xếp cho các cái việc mà hành trì cái đời sống thiền tập, thì cũng chỉ có giới hạn là cái sự giác ngộ giải thoát đó, nó cũng chỉ là ở trong chừng mực, ở trong cái gọi là tâm giải thoát. Tức là dù là cái gì đi nữa thì các vị đó có khả năng nỗ lực lắm thì cũng chỉ là những vị chứng thiền, những vị chứng thiền, thì những vị chứng thiền đó đối với ngoại đạo họ cũng có thể chứng thiền được. Và khi mà tâm của họ không bị ràng buộc ở bởi các cái pháp truyền cái, cho nên là tâm của những vị ẩn sĩ đó vượt lên trên cái sự ràng buộc đối với ngũ dục, nhưng mà vẫn còn cái sự dướng mắc ở trong cái sự tri kiến, vẫn còn dướng mắc ở trong cái vô minh, vẫn còn bị hệ lụy ở trong tham ái. Vì vậy cho nên là cái sự giác ngộ đó
theo cái nghĩa của những vị Bà La Môn thì cũng chỉ là sự giải thoát của một phần nào đó, chứ cũng chưa phải là hoàn toàn. Bây giờ khi mà nói đến cái việc mà ba cái phương diện là vô hại đối với chúng sanh là một việc cần làm ở trong đời sống tu tập của Phật giáo cũng vậy. Nhưng mà ngoài cái việc mà vô hại với chúng sanh thì không phải là chỉ có cái thân mà làm tổn hại, hay là không phải là chỉ có lời nói làm tổn hại không, mà ngay cả cái suy nghĩ của mình, cái tâm ý của mình, của một cái người ở trong Phật giáo cũng không nghĩ đến cái sự tổn hại đối với chúng sinh cả. Thì cái đó nó làm cho cái việc mà tu tập của mình trở thành một cái điều gì đó nó hoàn thiện đối với cái đời sống giới hạnh của một cái vị xuất gia ở giáo pháp này. Bởi vì khi mà mình nói đến 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 chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thì là nói đến ba cái phần để rồi hoàn thiện cho cái đời sống giới hạnh của một cái vị tu sĩ hay là một vị sa môn ở trong Phật giáo. Ở đây đó là nói trên cái phương diện của một cái vị thánh giả, một bậc thánh giả. Một bậc thánh giả đó thì các ngài thành tựu về giới, thì các ngài có chánh ngữ, các ngài có chánh nghiệp, các ngài có chánh mạng. Vì vậy cho nên là cái đó đó nó phát xuất từ ở trong cái tâm lý của các vị. Các vị không còn có một mãi may suy nghĩ làm cái sự tổn thương đối với tất cả mọi loài chúng sinh, thì cái đó mới là thành tựu về giới. Thứ hai là yểm ly đối với ngũ dục, thì cũng chỉ là một trong những cái sự thành tựu ở nội tâm, chứ không phải là ở trong Phật giáo còn đi xa hơn nữa, cao hơn nữa, là mình ngoài cái việc mà yểm ly đối với ngũ dục thì đối với cái vị đó phải thật sự là một cái nội tâm định tĩnh, để rồi là từ đó thành tựu được cái trí tuệ, đoạn tận được những cái sự tham ái, đoạn tận được cái ngã chấp, đoạn tận được cái vô minh, vậy đó mới thành tựu gọi là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Nếu mà như vậy đó thì là gọi là một cái đạo lộ hay là cái lộ trình tu tập ở trong Phật giáo hay là đối với bậc thánh thì đó là cái con đường tu tập để giác ngộ hướng đến giải thoát ở trong tương lai. Vì vậy theo con nghĩ đó thì cái suy nghĩ của nội dung ở trong bài kinh này đó thì dù là được nói đến ba cái phương diện thì trong Phật giáo cũng là trong những cái điều mà trong ba cái phương diện này đó, ba cái điều này đó thì trong Phật giáo cũng đối với một cái môn ở trong Phật giáo hay là vị thánh đệ tử của trong Phật giáo cũng thành tựu được những cái điều này, và còn đi xa hơn nữa thì thành tựu về giới, thành tựu về định, thành tựu về tuệ để hoàn toàn giải thoát, đoạn tận được cái tham ái, vô minh và chấp thủ. Cho nên cái đời sống xuất gia đó, dù ngày xưa con nghĩ rằng ông Bà La Môn này cũng như là các cái vị sa môn đương thời, những vị ngoại giáo, họ cũng có cái suy nghĩ họ sống cái đời sống xuất gia là như vậy, chỉ giới hạn là như vậy, cho nên là họ nghĩ đó là cái lý tưởng cao nhất. Mà thật sự là trong cái suy nghĩ đó đối với họ, khi mà Đức Phật ngài ra đời để ngài vận chuyển cái bánh xe pháp này đó để làm lợi lạc cho chư thiên và loài người đó, thì từ đó mới vạch ra một cái lý tưởng giải thoát ở trong Phật giáo, để rồi từ đó mới thấy rõ rằng nó không phải chỉ giới hạn ở trong cái suy nghĩ lâu đời hay cái tín ngưỡng lâu đời, cũng như là phương pháp hành trì của những vị Bà La Môn thời đó. Cho nên là con nghĩ rằng đối với đạo Phật thì Đức Phật ngài dạy những gì mà nó
thực tế nhất ở trong cái đời sống tu tập bằng cái sự thực nghiệm, mà ở điều đó đòi hỏi một cái vị hành giả cần phải hết sức nỗ lực bằng cái sự thực nghiệm thực chứng của chính mình, thì thật sự là cái điều đó nó mới mang đến sự giải thoát lâu dài được, gọi là cao cả được. Con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, bạch thưa tử, pháp tân, thưa tọa Quan Hỷ sẽ thêm một chút nữa, cũng liên quan đến điều thưa tọa vừa trình bày đó. Ngày nay có một điều mà chúng ta thấy rất là rõ ràng, đặc biệt là ở tại Việt Nam. Trước kia ở Đài Loan, bây giờ tại Việt Nam, đó là những vị tu sĩ nào chùa lớn, tài sản giàu có rồi, thì được xem là một tu sĩ thành công. Và nếu ngày hôm nay có nhiều người họ thấy rằng mình đi tu mà nghèo, thanh đạm, y cũ, không có tài, thì họ coi là sẽ đi tu thất bại. Cái quan niệm mà thành công và thất bại trong cuộc tu đó, nó có vấn đề gì không? Nó có đi ngược lại Phật pháp, nó có thích đáng với Phật pháp hay không? Xin thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ trở lại. Dạ, Nam mô Bổn Thầy, kính đảnh lễ chư tôn, kính chào đại chúng ở trong room. Chúng ta thấy một điều đó là cái chuẩn mực đạo đức thời Đức Phật nó khác, và cái chuẩn mực đạo đức của ngày nay người ta có một cái suy nghĩ hơi lệch lạc một chút, nó không đúng với lại với cái chuẩn mực đạo đức của một cái đúng với lại ở trong Phật giáo ngày xưa. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là ngày xưa đó, thì cái việc mà mình tu hành á, thì đặt cái việc cá nhân của mỗi người và cái việc quan trọng nhất là mình tự nỗ lực để tu tập. Ngày xưa người thời Đức Phật thì người ta không quan trọng tới những điều đó. Các vị chư tăng ngày xưa rất là đời sống rất là đơn giản, mà quả thật là cái đơn giản đó nó trở thành những cái điều kiện tốt để cho cái vị tăng sĩ đó có thể chuyên tâm cho cái việc mà mình hành đạo, mình hành đạo. Bởi vì ví dụ như chúng ta thấy rằng là khi mà xuất gia đó, thì như là có một lần nọ một vị kheo nọ hỏi Đức Phật về cái việc mà xuất gia ở trong Phật giáo có bao nhiêu cái phận sự, thì Đức Phật ngài mới trả lời là có hai cái phận sự. Phận sự pháp học và phận sự pháp hành. Thì vị tỳ kheo này mới thưa với Đức Phật á, là bạch Đức Thế Tôn, nay con xuất gia tuổi đã cao, cho nên là con xin Đức Thế Tôn cho con thực hành cái phận sự pháp hành gì đó. Thì những cái vị tỳ kheo này á, cái vị tỳ kheo này đó học những cái điều căn bản của một vị tỳ kheo, rồi sau đó thì học được những cái điều, những cái đề mục thiền tập, và vị đó đã đi tìm một cái nơi tốt, thanh vắng, một cái nơi thích hợp để nỗ lực tu hành. Chẳng bao lâu sau thì cái vị này chứng quả vị A-la-hán. Thì nói điều này đó thì cho chúng ta thấy rằng là đối với cái điều mà tôn chỉ Đức ngày dạy xưa đó là cái điều là để hướng đến con người. Bởi vì cái tiên tự nội tâm, cái điều đó rất là trọng. Bởi người tội cá nhân á, nỗ lực tu tập để đạt được cái sự giải thoát thì cái điều đó rất là quan trọng. Trong khi ngày nay đó thì chúng ta biết rằng cuộc đời này đó thì nó có những cái sự thay đổi, có những sự thay đổi cái nhìn nhận của một số, dạ một số chứ không phải là hết, một số quan niệm suy nghĩ của
Ngày nay thì người ta nói rằng một vị tu sĩ phải là chùa to Phật lớn, phải có cái này có cái kia, rồi có đệ tử rất là nhiều, vân 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 vân, rồi nhiều thứ nữa. Thì thật, cái mà mình nghĩ rằng cái thành công của một vị tu sĩ đó là thông qua cái thước đo là những cái mà mình có. Còn cái quan niệm của ngày xưa đó là thông qua cái thước đo là cái mà mình không chấp cái có đó, không có mình sở hữu cái có đó. Bởi vì những vị tỳ khưu ngày xưa đó thì đơn giản, không có phải dướng mắc gì những cái gì hết, ngay cả cái chùa cũng không có dướng mắc, rồi cũng không có dướng mắc với bất cứ một cái gì, mà chỉ là chuyên tâm cho cái đời sống nội tâm thôi. Còn trong khi ngày nay thì nhiều khi mình tu chúng ta biết rằng mình thì có một vị xuất gia thì có cái giới, có định, có tuệ, tức là có đời sống tu tập, có giới hạnh. Nhưng mà người ta không có đánh giá bằng cái đời sống giới hạnh. Nhiều khi rồi người ta đánh giá bằng những cái gì đó ở bên ngoài. Cho nên thông qua đó thì người ta nghĩ rằng cái người đó là thành công, cái người đó là được cái này, được cái kia. Cho nên rốt cuộc á, được là được cái ở bên ngoài, nhưng mà không được cái ở bên trong cũng có. Rồi á, là ngày xưa thì chỉ là những cái mà vị ấy trau dồi nội tâm là thành tựu ở cái ở bên trong, tức là cái nội lực, cái nội hành của một cái vị tu tập, của một vị hành giả tu tập. Còn ngày nay thì nhiều khi người ta đánh giá cái này cái nọ thông qua bằng vật chất không, vật chất không. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy ngay cả giáo hội của người Đài Loan, ni chúng người ta còn có quyền hành hơn đối với tăng chúng, đối với tăng nè. Bởi vì cái điều đó, đó chúng ta thấy rằng nó đi xa với lại cái luật của Đức Phật ngày xưa. Trong khi một cái nữ tu, một vị tỳ kheo ni, một nữ tu thì cần có bát kính pháp, và nhiều khi bây giờ là bỏ luôn những điều đó. Ở Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong những năm gần đây có những cái ni chúng đòi bỏ những cái điều đó, ni chúng đòi bỏ những cái điều đó, trong khi các vị hòa thượng, các vị tôn túc thì nói là sở dĩ mà có được ni đoàn là nhờ bát kính pháp, vì vậy không thể nào mà bỏ được bát kính pháp. Vì cho nên chúng ta thấy rằng là nhiều khi là mình đi ngược lại trong cái sự y chỉ, trong bát kính pháp của một vị ni ở một cái xứ nào nhập hạ cũng phải gần có, phải có tăng, trong khi là nó ngược lại những điều đó. Mà mình thấy nhan nhản nó nhiều ở nơi, ở Việt Nam cũng có, rồi ở nước ngoài cũng có, nó nhiều thứ. Cho nên là nói gì thì nói, chúng ta tu tập không bỏ được cái chỉ, tôn chỉ của Phật, tôn chỉ mà mình nói rằng nó là nguyên bản từ xưa tới nay, và nhờ đó mà giữ gìn được cái ngôi nhà chánh pháp và hoàn thiện được cho cái đời sống tu tập cá nhân của một vị hành giả. Cho nên là con xin có cái ý chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu, con xin được xuống nít. Sa thủ cái chuyện chủ tọa pháp thực bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, bài kinh ngày hôm nay mặc dù không phải là một bài kinh khó hiểu nhưng mà lại là một bài kinh nhắc cho chúng ta cần có một cái nhìn chân xác về đời sống xuất gia đúng nghĩa. Và Đức Phật Ngài là một vị bậc đạo sư đã khởi nguồn cái truyền thống xuất gia. Khi mà Ngài còn là một vị Bồ Tát trong vô lượng kiếp thì con đường xuất gia được tìm thấy nổi bật ở trong các kinh bổn sanh. Và
khi mà ngài trở thành một vị, một nhà một vị vua trong cung vàng địa ngọc, thì cái con đường xuất gia là con đường thánh cầu mà Đức Thế Tôn ngài để lại cho chúng ta rất nhiều điều quan trọng. Rất tiếc là ngày hôm nay, càng ngày thì chúng ta xây dựng Phật pháp, truyền Phật pháp qua một hình thức tôn giáo, chúng ta thích phô trương, chúng ta nặng về hình thức và chúng ta đi quá xa đối với những gì mà Đức Phật dạy về đời sống xuất gia chân thực. Nếu mà một người Phật tử hiểu đạo và hiểu đạo đúng nghĩa và tha thiết Phật pháp, thì người đó sẽ cố gắng để làm thế nào mà chúng ta có được cái đời sống xuất gia theo đúng nghĩa mà Đức Thế Tôn đã truyền dạy. Và đây là điều mà chúng ta phải suy ngẫm rất nhiều. Xin được kết thúc chương trình hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư tăng đã vào room để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Dạ sa thú, sa thú con Nguyên Thông. Xin thay mặt đại chúng trong room chúng con kính chúc chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn và dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn chư đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óp sướng ngôn viên đã yểm trợ cho các thành phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, nguyện công đức đã làm, chúng ta nhất tâm hồi hướng kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ xin nhờ cô Nhật Quỳnh hay cô Lăng Nhạn Nguyệt mở kinh cuối bộ học. Xin cảm ơn. Mangalanga.